Hoan hỷ chào đón các bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới các bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như các bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là bí mật cuộc đời tuổi Bính Dần, sinh năm 1974, từ 50 tuổi đến năm 54 tuổi. Nếu như tránh được ba điều này sẽ được trời thương Phật độ, vượt qua tử nạn, về già giàu sang phú quý hơn người. Giới tiên tri tiết lộ, mệnh chủ tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, từ 50 tới 54 tuổi, biết mệnh gặp thời, đổi đời như ý, nếu tránh được ba điều cấm kỵ này. Ai buôn hạnh phúc đi tìm, ai mua sầu muộn nỗi niềm thế gian, kiếp người dẫu có trăm năm, dẫu rằng sống thác hợp tan lẽ thường, trải qua cay đắng đoạn trường, Giáp Dần tích đức con đường vinh hoa. Quý tín chủ tuổi Giáp Dần thân mến, tổ tiên ta quan niệm rằng, tiểu phú do nhân, đại phú do thiên, số phận con người giàu nghèo, sinh ra đã đều có số. Có người sinh ra đã ở trong gia đình giàu sang, một đời sung túc, lại có người trải qua tuổi thơ vất vả thiếu thốn, suốt đời phải lao lực vất vả mà không có ngày nào được thảnh thơi. Vận mệnh mỗi người được chia làm 3 cấp độ là đại phú, trung phú và tiểu phú. Nghị lực cũng là một yếu tố quan trọng để cải thiện vận mệnh, nhưng thực ra trong phạm vi một kiếp thì cũng cải thiện ở mức độ nhất định, vì vận mệnh con người chỉ cải thiện dao động trong một phạm vi nhất định, không vượt quá ngưỡng, nghĩa là có giàu cũng không giàu vượt ngưỡng trên, và có nghèo cũng không nghèo dưới ngưỡng dưới, trong mức thang thịnh vượng của chính người đó. Ví như người được số trung phú, do có phước tích từ kiếp trước, nên dù thế nào cũng không đến nỗi nghèo đói, khi có vấn đề sẽ được quý nhân giúp đỡ, nhưng cố gắng hết sức thì cũng chỉ ở mức trung phú, chứ không lên đến đại phú. Còn số nghèo thì có thể dùng ý chí để cải thiện số mệnh, nhưng khi cố gắng thì hay gặp trắc trở, không thuận lợi như những người khác. Cứ hay lận đận mà không làm thì không trông chờ được có nhiều sự giúp đỡ, cố gắng hết sức thì cũng dừng ở mức tiểu phú. Còn người nào sống đại phú, cuộc đời cứ đưa tới liên tiếp cơ hội phải làm lớn, phải lo nghĩ, muốn làm nhỏ cũng không được. Trong đó có tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, được hé lộ có vận trình đại cát, từ 50 tới 54 tuổi. Trước đây con giáp này đã từng bị vô số khổ nạn, khiến bệnh tật sát thân, tài sản tiêu tán, nhưng nhờ vậy khổ đau trong đời lập tức giao hoán thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại. Tai qua nạn khỏi, trường thọ hưởng phúc, suốt đời thịnh vượng, nếu biết tránh ba điều cấm kỵ được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Vậy vận trình cuộc đời của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, sẽ an bài như thế nào, từ năm 50 tới 54 tuổi, mời tín chủ cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Trời cho tuổi Giáp Dần một vận trình quả là lắm vất vả, gian truân, quá khứ nhìn lại toàn là những bất công cay đắng. Nhiều người khiến Giáp Dần tổn thương, nhiều người thay vì biết ơn, lại ăn cháo đá bát, hãm hại Giáp Dần, tuổi thơ và thanh xuân khắc nghiệt, đã để lại cho Giáp Dần những vết hàn sâu trong tâm hồn. Cũng vì vậy bản mệnh là người thường nhẹ cảm, dễ xúc động, có khả năng suy nghĩ sâu sắc và dễ cảm thông với khó khăn của người khác. Họ rất được kính nể, nhưng hay xung khắc với người hơn tuổi hoặc hơn họ về địa vị. Họ thường được đánh giá cao hơn so với thực tài. Người tuổi Giáp Dần có thể do dự khi đứng trước quyết định hệ trọng, đến khi quyết định thì bạn đã lỡ mất thời cơ. Thiên cận họ chẳng mấy chịu tin ai, họ quả cảm và kiên trì, song hay vị kỳ và bướng bỉnh, nên chẳng bao giờ là nơi đáng nhờ vả. Vậy với tính cách này, từ 50 tới 54 tuổi, vận trình của người tuổi Giáp Dần sẽ ra sao? Liệu họ có thể xóa cát tị hung, tìm cho mình bến bờ của sự bình an hưng vượng, phúc lộc viên mãn hay không? Tất cả sẽ được luận giải ngay sau đây. Về mặt sự nghiệp, sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần từ 50 tới 54 tuổi này nói chung khá thuận lợi, bạn có nhiều cơ hội thăng chức tăng lương. Mối quan hệ giữa bản mệnh và lãnh đạo, với nhân viên cấp dưới hay đồng nghiệp đều hài hòa, tạo tiền đề cho sự thăng tiến dễ dàng. Bước vào tuổi Ngũ Tuần, bản mệnh nên tận dụng khả năng ngoại giao của mình để mở rộng thêm các mối quan hệ của mình. Như vậy thì bạn dễ nhận được sự đề bạt ủng hộ của mọi người, mà khi khó khăn xảy tới cũng sẽ có người sẵn lòng giúp đỡ.
Theo sự nghiệp 12 con giáp được các tinh thái dương hỗ trợ, con giáp này đặc biệt là nam mệnh có động lực để cố gắng không ngừng. Nó cũng đồng thời thúc đẩy tham vọng, thôi thúc bản mệnh hành động đạt được mục tiêu đề ra. Giáp Dần sinh năm 1974, tuy hơi cục cằn nhưng khả năng làm việc lại đáng kinh ngạc, đặc biệt là đối với sự phát triển của các thị trường mới nổi. Những khách hàng lớn khó xử lý, nhiệm vụ càng khó càng khơi dậy được tiềm năng phi thường của họ. Tuy nhiên, việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân thực sự là thiếu sót của họ, nhưng chỉ cần họ gặp được người có thể đánh giá cao họ, Giáp Dần thực sự có thể tỏa sáng trong mọi vị trí. Ai muốn tự mình khởi nghiệp thì nên chọn hình thức kinh doanh độc lập. Sau khi mở rộng quy mô kinh doanh thì nên chọn hình thức độc tài một người. Sự nghiệp bắt đầu hoàn thành vào những năm 36 và 42 tuổi, tiền bạc vẫn ở trong một mức độ không cao lắm. Có thể nói rằng dư giả mà không có sự thiếu hụt, nếu có chỉ là một vấn đề tạm thời mà thôi. Nữ mạng có nhiều điểm sáng và khá thành công trong sự nghiệp, nhưng không có địa vị cao, bước sang tuổi trung niên. Sự nghiệp bắt đầu hoàn thành vào những năm 36 và 42 tuổi, họ mới có cuộc sống sung túc đầy đủ, vui vầy, hưởng phúc từ con cháu. Hổ gỗ là người rất hào phóng, hết sức trung thành, họ sẵn sàng bảo vệ bạn bè và sẽ dành thời gian sự chú ý và tiền bạc cho những người cần đến chúng. Nếu bạn phải một mình tham gia trận chiến và cảm thấy quá lo lắng, thì Giáp Dần chính là người đồng hành lý tưởng. Người sinh năm này không quá nổi loạn như những tuổi Dần còn lại, nhưng vẫn biết cách giải quyết tình huống nhanh gọn và không sợ đối đầu, đổi lại khi cần. Giáp Dần cũng luôn nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ tích cực từ bạn bè người thân. Tuy nhiên, sự nhiệt thành cao độ có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của họ. Giáp Dần cần có thời gian để cân bằng cảm xúc và nạp thêm năng lượng. Hổ gỗ không có khả năng tập trung lâu, vì vậy họ nên thường xuyên tìm ra phương thức thúc đẩy bản thân hoàn thành công việc. Giáp Dần cũng cần nhận thức được tính khí nóng nảy của mình, không để nó chi phối hay gây đau đớn cho bản thân hoặc những người thân. Các lĩnh vực như tư vấn, giáo dục, ngoại giao hay là kinh doanh, họ đều có biểu hiện xuất sắc. Tuổi Giáp Dần có lộc nên kinh doanh có duyên, buôn may bán đắt. Lĩnh vực quản lý tài chính làm nông nghiệp hoặc các lĩnh vực như văn phòng liên quan đến gỗ, giấy, quần áo, vải vóc đều có thể giúp tuổi Giáp Dần đạt tới những thành công lớn. Về mặt tài lộc, từ 50 tới 54 tuổi, vận trình của con giáp này càng lên như diều gặp gió, như thuyền gặp nước, tăng tiếng không ngừng, dần chạm đến mức đỉnh điểm. Bất kể là làm việc gì, người tuổi Giáp Dần cũng có vận khí tốt vô cùng, thành công nối tiếp thành công. Đặc biệt đến năm 2028, những người cầm tinh con hổ sẽ được thần tài ưu ái rất nhiều, cho họ nhiều cơ may kiếm tiền, tài lộc cứ thế mà ùn ùn kéo tới. Chẳng ai có thể ngăn nổi, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, hứa hẹn một tương lai tươi sáng sắp đến với con giáp này, mà không chỉ chính tài có thêm thu hoạch đâu nhé. Thiên tài cũng đang soi sáng đường đi nước bước cho bản mệnh, chuyện làm ăn kinh doanh cực kỳ tốt, ai mà làm nghề tay trái thì có thêm những hướng phát triển mới trong tương lai. Hãy cố gắng nắm bắt thời cơ thật tốt nhé, chắc chắn sắp đến ngày cầu được ước thấy, vạn sự như ý, tiền đổ về túi, mà đếm tiền cũng muốn liệt đôi tay luôn rồi đó. Giáp Dần suy nghĩ nhanh nhẹn, hoạt bát và rất năng động, sự công nhận giá trị từ người khác và đề cao địa vị có thể nâng cao hơn nữa động lực phấn đấu của nam tuổi Giáp Dần. Công danh tuổi nhỏ có phần lên cao, nhưng sau phải trở xuống đến mức độ trung bình, đường tiền bạc tuy làm ra tiền, nhưng lại không giữ được, tiền vào túi này lại ra túi khác. Tuổi Giáp Dần nhờ có tài lại hưởng lộc cách, nên tiền nong không bao giờ thiếu. Gần 30 tuổi nhiều người đã có tích lũy tiền bạc rồi, càng về già cuộc sống của họ càng sung túc giàu sang. Về mặt tình cảm, tuổi Giáp Dần đúng bản chất của dòng suối lớn, có lúc chảy xiết, có lúc bình lặng. Trong tình cảm sóng gió nhiều, thường có những cuộc tranh luận, mâu thuẫn ghen tuông. Nhưng có những lúc mãnh liệt trào dâng, khi làm bạn với họ bạn sẽ cảm thấy sự sâu lắng bề ngoài, sôi nổi trong nội tâm và luôn biết quan tâm người khác. Hổ gỗ sinh năm 1974, có một trái tim háo hức, ấm áp dưới vẻ ngoài mạnh mẽ của mình. Vì gia đình không đủ hạnh phúc trong thời thơ ấu, họ hy vọng rằng tổ ấm sau này của mình có những người bạn đồng hành ấm áp và bền chặt. Nữ Giáp Dần phải đặc biệt thận trọng khi yêu, kẻo bị người đời lừa lọc làm tổn thương, bỏ lỡ một cuộc hôn nhân tốt đẹp trong cuộc sống vợ chồng. Bạn không ham hiểu lời ngon tiếng ngọt, nhưng lại rất mực thủy chung son sắc, hết mực yêu thương bạn đời và con cái, chỉ là cuộc hôn nhân có thể buồn tẻ và không lãng mạn. Tất cả những điều này có thể được thay đổi khi có con, việc ở bên đứa trẻ có thể truyền cảm hứng cho sự sôi nổi và vui vẻ của bạn. Về mặt sức khỏe, bạn nên lưu ý sức khỏe về tim mạch, mắt, nhất là những người đã có mầm bệnh, nên đi kiểm tra nếu thấy dấu hiệu bất ổn. Kể cả vấn đề tiêu hóa, vấn đề sức khỏe gây ra bởi chế độ ăn uống,
sẽ là vấn đề phổ biến nhất ở giai đoạn đầu của tuổi trung niên. Tình trạng thể chất của bạn tồi tệ hơn nhiều so với trước đây. Nếu bạn không chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống, sức khỏe của bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết rằng, bất luận là nói chuyện, làm việc hay làm người, đều không thể tùy thích, đều cần phải tuân theo những phép tắc nhất định. Dưới đây là những lời dạy của cổ nhân, là kết tinh trí tuệ lưu lại cho hậu thế, cũng là những ba đại kỵ trong việc nói chuyện, làm việc và làm người, kẻo lộc tổn, mệnh suy, rước tai ương về nhà. Điều cấm kỵ thứ nhất, nói chuyện không thể tùy miệng. Trong sách cổ được khai quật, miệng là cổng chính của tâm. Nếu giữ miệng không nghiêm, thì tất cả những bí mật trong tâm đều bị lộ ra ngoài hết, ý là chân của tâm. Nếu phòng ý mà không nghiêm, thì sẽ dễ đi vào đường tà. Miệng của chúng ta chính là người phát ngôn của nội tâm chúng ta, nói như thế nào, không nên nói gì. Kỳ thực không phải do miệng quyết định, mà do nội tâm của một người quyết định. Có những việc không nói ra, thì sẽ có kết quả tốt đẹp hơn rất nhiều lần, nếu do thuận miệng mà để lộ ra ngoài. Trong cuộc sống có một số người nhanh mồm, nhanh miệng, thường nói mà không suy nghĩ kỹ, kỳ thực thói quen ấy nên cải sửa, nó không chỉ làm tổn hại bản thân mà hại cả người khác. Đối với việc của bản thân, không thể tùy tiện giãi bày, đối với việc riêng của người khác, càng không thể tùy tiện tiết lộ, bởi vì người khác thổ lộ bí mật của chúng ta là xuất phát từ sự tin tưởng tín nhiệm chúng ta, khi chúng ta bán đứng tín nhiệm của người khác, thì tương lai ai sẽ là người tin chúng ta. Khi tức giận nếu hai người có thể lặng lặng rời xa nhau, thì khi hết giận họ có thể trao đổi để hiểu thấu lòng nhau. Nhưng nếu vẫn hai người ấy, chỉ vì bực tức mà dùng từ ngữ tùy tiện không kiểm soát, gây ra phẫn nộ, thì mối quan hệ này rất dễ dàng đi tới kết thúc, thậm chí mâu thuẫn sẽ đi tới đỉnh điểm. Con người chỉ mất 2 năm học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng, cho dù là ai thì cũng không nên nói quá nhiều. Khi tâm rối loạn, thì hãy đợi bình tâm rồi từ từ nói, nếu thực sự không có gì để nói, thì giữ im lặng là cách tốt hơn cả. Điều cấm kỵ thứ hai, làm việc không thể tùy tâm. Trên thế gian này, sự việc gì cũng đều có cái giá tương xứng. Nếu một người muốn thu được kết quả gì, thì cần phải bỏ ra công sức tương xứng. Nếu bạn muốn vào trường danh tiếng, thì phải nỗ lực đủ nhiều. Nếu bạn muốn tìm công việc như ý, thì phải có năng lực đủ lớn. Một người không thể muốn làm việc gì liền làm việc đó. Mỗi người chúng ta đều có thân phận khác nhau. Cha mẹ là trụ cột trong gia đình và phải gánh vác trách nhiệm với gia đình. Thầy cô là người dạy dỗ đào tạo học sinh, phải có trách nhiệm đối với học sinh. Mỗi người đều có vị trí, có nhiệm vụ riêng của mình, trách nhiệm đó là lớn hơn sở thích cá nhân. Rất nhiều lúc chúng ta không thể hành xử tùy theo tâm tư, cũng không thể làm việc tùy theo cảm xúc hay tâm trạng bản thân mình. Lúc phẫn nộ nếu chúng ta không kiểm soát được, thì sẽ tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Nếu chúng ta vui vẻ hay sầu bi quá mức, bị tâm trạng dẫn động việc làm, thì những phiền toái sẽ mãi không ngừng. Vậy nên có thể nói, tâm thái khi làm việc có ảnh hưởng rất lớn đến đời người. Người nào có thể kiểm soát được tâm thái làm việc thì sẽ kiểm soát được cuộc đời của mình. Điều cấm kỵ thứ ba, làm người không thể tùy ý. Làm người cần phải có lương tri và chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Người xưa đề cao sự thận trọng, ngay cả khi đang ở một mình. Cũng cần ước thúc bản thân, một người bất kể trong tình huống nào, cũng cần phải giữ vững nội tâm, không làm, không nghĩ những việc trái với lương tri. Con người một khi làm những việc trái với lương tri thì sẽ chịu sự trừng phạt của lương tâm. Rất nhiều người vì sai lầm nhất thời mà cả đời hối hận tiếc nuối. Người ta làm việc trái đạo đức, dù không bị pháp luật chế tài thì cả đời họ cũng sẽ bị lương tâm trừng phạt. Những người ấy kỳ thực vẫn có lương tri và chuẩn mực. Đáng sợ nhất là kiểu người không có chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Người như thế sẽ không có ai nguyện ý kết giao vì họ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, khiến mọi người e sợ mà tránh xa. Xã hội là có quy tắc. Làm người cũng có nguyên tắc, chỉ những người thiện lương mới được người khác kính trọng và tán dương. Thế sự biến đổi huyền ảo khôn lường, đời người trải qua mấy chục năm rồi cũng hết. Cho nên trong mấy chục năm ngắn ngủi ấy, sống làm sao để khi chúng ta về già, không phải ngày đêm hối hận vì đã cô phụ cuộc đời mình, thì cuộc đời mới có ý nghĩa. Bạn có biết, tháng sinh là một yếu tố quyết định sự may mắn hay khó khăn trong vận mệnh của từng người? Sau đây là tử vi tuổi Giáp Dần qua từng tháng sinh âm lịch. Vận mệnh tuổi Giáp Dần sinh tháng Giêng. Tháng Giêng là tiết tân xuân, vạn tượng canh tân, long trầu hổ phục, khí thế ngất trời. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng Giêng, gia vận hưng phát, phú quý cát tường, con hiền cháu thảo. Trong các tháng trong năm, tháng 1 âm lịch, trùng với thời điểm Tết đến xuân về, nên người tuổi Giáp Dần sinh vào thời điểm này cũng có tính cách chính trực, lương thiện, có ý chí kiên định vững vàng, gia đạo an yên, hưng vượng vô cùng,
Từ khi sinh ra đã được hưởng vinh hoa phú quý, bản mệnh có số thăng quan phát tài, thông minh tài giỏi ở trên vạn người. Không phải chịu sự quản thúc của người khác, con cái có hiếu tương lai rộng mở, người này được trưởng bối yêu thương và giúp đỡ rất nhiều, có con đường phát triển hanh thông vững phát. Có thể nói, người cầm tinh con hổ mà sinh tháng riêng thì quả là tháng sinh đại cát của 12 con giáp, vừa sinh ra đã được hưởng phúc khí kéo dài cho đến hết cuộc đời. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần, sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, là thời điểm xuất lực dụng võ, thể hiện sức mạnh cá nhân. Người tuổi Giáp Dần sinh vào tháng 2 âm lịch, tài trí hơn người, dụng mưu như thần, việc gì đã quyết là tất sẽ thành, có tài kinh mang tế thế, có thể thống lĩnh đại quân, lãnh đạo vạn người. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần theo tháng sinh âm lịch, trùng vào tiết kinh chập vô cùng tốt đẹp, tài năng xuất chúng, họ có thể làm nên đại nghiệp kinh thiên động địa. Vừa có đức, lại vừa có tài, vừa có trí, lại vừa có dũng, vừa có trung, lại vừa có hiếu, quả thực không thể có điều gì khiến cho người này lùi bước. Họ có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để người người noi theo, được kính nể và ngưỡng mộ, cũng được yêu quý rất nhiều. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch cũng trùng với tiết thanh minh, đất trời giao hòa, chịu ơn mưa móc, người tuổi Giáp Dần được hưởng lộc đất trời, nên có khí thế xung thiên, lập nên nhiều công trạng, hoạn lộ hanh thông, trăm người ngưỡng vọng. Người này tiền vận không được tốt cho lắm, sau từ tuổi trung niên thì điểm khởi phát không gì có thể ngăn cản được, thăng tiến nhanh như vũ bão, khí thế hiếm người bì kịp. Người cầm tinh con hổ sinh vào tháng này, trời sinh thông minh đĩnh ngộ, dù làm bất cứ việc gì cũng đạt được thành tích cao đến bất ngờ, đường công danh sự nghiệp vượng phát, có địa vị cao trong xã hội. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết lập hạ, thời tiết nóng bức, song cây cối lại sung xuê tươi tốt, người tuổi Giáp Dần sinh tháng này được hưởng phú quý, cả đời không lo tiền. Con cháu hiền hòa hiếu thảo, người cầm tinh con hổ sinh vào tháng 4 âm lịch, xem tử vi thì có phúc tướng, gia đình yên ấm hạnh phúc, vợ chồng yêu thương, giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống. Bản mệnh trong công việc gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân tương trợ, thăng quan tiến chức trong tầm tay, cả đời tiêu dao tự tại, chuyện gì cũng hanh thông, không phải lo phiền. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang chủng, vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh tháng này khá tốt, con người có phong độ, có uy nghiêm riêng, văn võ song toàn, can đảm hơn người, biết tiến biết lui, giỏi ăn nói, giỏi đối nhân xử thế, bất cứ chuyện gì cũng đều lên kế hoạch rõ ràng, nhờ thế đạt được nhiều thành tựu, tay trắng lập nghiệp thành công vang dội, phú quý đầy nhà, người người ngưỡng vọng. Sinh vào tháng 5 âm lịch, người này không được hưởng phúc lộc tổ tiên để lại, song bù lại có tinh thần tự lập cao, mọi chuyện đều dựa vào chính sức mình. Nhờ có tài năng hơn người, có ý chí và lòng can đảm, lại được quý nhân nâng đỡ, nên họ giành được nhiều thành công trong cuộc sống, tính cách ngay thẳng, cũng rất nghiêm khắc, đạt được quyền thế vững vàng. Tuy nhiên, người này tính khí có phần nóng nảy, nên dễ đắc tội với người, nên cải thiện điều này, để tránh nảy sinh xung đột mâu thuẫn nghiêm trọng. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết tiểu thử trong năm, tiết trời khô hanh làm gì cũng khó, cũng chính nhờ thế mà hôn đúc cho người tuổi Giáp Dần sinh tháng này, ý chí hơn người. Có dũng khí, cũng có lòng quyết tâm hiếm người sánh bằng, có điều ý chí không thiếu, mà tài lực lại có phần ít ỏi, nên mưu sự khó thành, hành sự nhiều khó khăn. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh tháng 6 âm lịch này khá trắc trở, phải trải qua nhiều sóng gió, cũng khó bề làm nên cơ nghiệp, người này có tinh thần nghĩa hiệp, không khoanh tay trước chuyện bất bình, nếu có thể sẽ giúp đỡ tới cùng, có ý chí, có quyết tâm. Song một đời nhiều lần thất vọng, khiến ước mơ khó lòng thực hiện. Bản thân tài lực không đủ, lại không may mắn có quý nhân giúp đỡ, con giáp này còn có thể gặp phải chuyện tang tóc, mất đi người phối ngẫu. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết lập thu, xem vận mệnh của người tuổi Giáp Dần theo tháng sinh, thì người này có tính cách mạnh mẽ, kiên định, gan dạ dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao, dù có khó khăn đến đâu họ vẫn quyết tâm chinh phục và giành được những thành công đáng kể. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng 7 âm lịch, có ý chí không thể khuất phục, cũng có tài trí hơn người, họ là người phóng khoáng nhiệt tình, năng giúp đỡ mọi người, vì chính nghĩa mà chẳng từ nan. Tuy nhiên tổ nghiệp phúc mỏng, nên tiền vận gặp nhiều trắc trở, từ trung vận trở đi, dựa vào nghị lực của bản thân và tài năng sẵn có, mà tay trắng làm nên cơ nghiệp, được người người kính nể. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết bạch lộ, thời khắc đất trời huy hoàng, nên người tuổi Giáp Dần sinh tháng này có tài năng xuất chúng, có tài nhìn xa trông rộng, đoán định tương lai, lại có tài văn chương cái thế,
một tay nâng đỡ cả thiên hạ, được bao người ngưỡng vọng, trí tại bốn phương, hào sảng phóng khoáng, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý. Sinh vào tháng 8 âm lịch, người cầm tinh con hổ là chúa tể rừng xanh, khi có thiên tư đĩnh ngộ, mưu sự siêu việt, tài văn chương xuất chúng, lại có khả năng nhìn xa trông rộng, nên nắm bắt được nhiều thời cơ hiếm có, cả đời được trọng vọng, vang danh bốn bể, ý chí ngất trời. Song người này phúc lộc tổ tông bạc nhược, nên cả đời phải tự lực, tự cường, dựa vào bản thân là chính. May sao có quý nhân tới giúp sức phần nào, nên gặp hung hóa cát, vận trình giáp dần sinh tháng này hương vượng, vạn sự đại cát, công thành danh toại. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết hàn lộ, người sinh tháng này mãn phúc kinh luân, học cao hiểu rộng, chỉ hiểm sinh không gặp thời, nên mưu sự khó thành. Chính vì thế mà họ chỉ cầu bình an, có phần an phận thủ thường, chứ không mơ tưởng về đại nghiệp, thậm chí còn có ý từ bỏ cõi hồng trần, tu thân xóa bỏ tạp niệm. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng 9 âm lịch, xét theo tử vi 12 con giáp thì tài trí hơn người, thông minh linh hoạt, học hành giỏi giang, trí tuệ uyên bác, chỉ có điều họ không đủ thực tế, chỉ biết học suông chứ không áp dụng được kiến thức vào đời sống, khả năng tự lập kém, khá dựa dẫm ỷ lại, chỉ mong đi theo người khác chứ không muốn tự mình lập nghiệp. Thêm nữa, người này mắc phải chứng tự cao, tự đại nên làm gì cũng khó khăn cản trở, không được quý nhân đoái thương, có tài mà chẳng có nơi dụng võ, chỉ biết cảm thán thế sự không chiều lòng người. Nếu biết sửa đổi tính này, tự lập hơn, dám chịu khó, chịu khổ thì có thể sẽ làm nên sự nghiệp. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 tức tiết lập đông, vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh tháng này tuy vất vả nhưng không được như ý, có tài năng, có trí tuệ, song sinh chẳng gặp thời, phải tha hương cầu thực, bôn ba ngược xuôi, song lực mỏng phải dựa vào người khác mới mong có thể lập nghiệp. Số kiếp người này phải xa nhà, xa người thân, chịu nhiều khó khăn vất vả, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả hưởng chẳng bao nhiêu. Họ là người trọng nghĩa khí, tính khí cũng hiền hòa, nho nhã, nếu có thể tìm được người hợp tác đáng tin cậy thì vận trình có thể khởi sắc, sự nghiệp có điểm khởi phát, nếu không thì vất vả cả đời nhưng cũng không đạt được thành tựu gì đáng kể. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết, người tuổi Giáp Dần sinh tháng này, vận mệnh cuộc đời phải chịu nhiều trắc trở, gặp phải nhiều chuyện không như ý, thậm chí có thể vướng phải tai họa bất ngờ như bệnh tật, tai nạn, họa lao tù, mưu sự khó thành, nhiều nỗi ưu sầu, vạn sự cẩn trọng là hơn. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng 11 âm, cuộc đời phải trải qua nhiều tai ách, lại không được quý nhân để mắt nâng đỡ, nên cả đời bôn ba ngược xuôi. Tuy nhiên, nếu cố gắng hết mình, thì dù không làm nên sự nghiệp gì vẻ vang to lớn, song cũng không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Trong mệnh có điềm báo hiểm họa lao tù, nên con giáp này cần phải lưu ý cẩn trọng khi hành sự, chớ lơ là cảnh giác, kẻo sẽ vướng vào tai họa từ trên trời rơi xuống. Người này cũng thích một mình, tính tình cổ quái, nên các mối quan hệ xã giao không được tốt, sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng phần nào, khó giành được thành công, mối quan hệ gia đình cực kỳ phức tạp, song nếu sinh vào giờ tốt thì vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh, giảm bớt tai ương. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần, sinh tháng Chạp. Tháng Chạp trong năm rơi vào tiết tiểu hàn, xem vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh tháng này thì cuộc đời hung nhiều cát ít, cơm áo chẳng được đủ đầy, tâm trí nhiều điều lo lắng, ra đời bị kẻ tiểu nhân vây hãm, cần chú ý đề phòng kẻ xấu ném đá sau lưng. Bạn nên an phận thủ thường, cẩn trọng trong mọi chuyện để giữ sự an toàn cho bản thân, nếu không sẽ đi vào con đường khổ cực trăm bề. Người cầm tinh con hổ sinh tháng 12 âm lịch, cuộc đời nhiều sóng gió, ưu tư trăm mối, chẳng được hưởng cảnh thái bình, cả đời sống trong bóng tối, mờ nhạt chẳng mấy người biết đến, khó có được thành tựu nào đáng kể, nên tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, năng kết giao bạn bè, để vượng vận quý nhân, nhờ quý nhân nâng đỡ, có thêm cơ hội để thể hiện tài năng, may ra đạt được ước nguyện, có sự nghiệp công danh thăng tiến. Quý bản mệnh tuổi Giáp Dần thân mến, người xưa dạy rằng, một người muốn làm được việc lớn, nhất định phải có lòng bao dung quảng đại, đức mà không có, thì không thể làm nên đại sự, cho nên người nhân hậu ắt có phúc báo sâu dày. Bạn hãy lắng nghe câu chuyện vô cùng ý nghĩa sau đây để cải biến vận mệnh như ý. Mọi người đều khao khát đạt được công thành danh toại, thế nhưng quá mức truy cầu thì lại là điều không tốt. Trang từ viết, vinh nhục lập, nhân hậu đổ sở bệnh, hóa tài tụ, nhân hậu đổ sở tranh. Khi vinh và nhục trên thế giới này được thiết lập thì các loại tệ nạn của nhân tính cũng bộc phát. Khi hàng hóa tài phú được tích tụ thì các loại tranh đoạt cũng thuận theo mà đến. Lòng tham nếu không được kiềm chế vững chắc thì sẽ mãi chìm đắm trong danh lợi mà không thể tự thoát ra được. Nếu suy nghĩ cẩn thận một chút thì sẽ thấy nhân sinh như mộng,
con người sinh ra với hai bàn tay trắng, chết đi thì thân xác thịt hóa thành tro bụi, không mang nổi một đám mây. Cớ gì lại hãm sâu vào công danh lợi lộc, tới mức không thể thoát ra, rốt cuộc đời người vì điều gì bận rộn, tự mình cũng không biết rõ, có thể học được buông xuống, mới có thể giúp cho tâm hồn được thanh tịnh. Chúng ta nỗ lực chăm chỉ làm việc một cách thiết thực, làm mà không cầu, cái có tự nhiên sẽ có, vậy thì sẽ đạt được vui vẻ. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.